Mùa này á phải là nụ hôn nồng cháy đồ đó. Đó là mùa này mùi mang tên nụ hôn nồng cháy nha quý vị. Warm kiss. Nói chung là mùi bông là thơm rồi. Thấy cái bông là thơm rồi quý vị. Đúng đúng. Mùi olive ai nói không thơm? Thơm bắt chết luôn nha. Thơm thơm bắt mệt luôn. Cái này là mùi olive nha cả nhà. Đó, tiếp theo là mùi gì? Lavender. Mùi này mùi gì? Mùi bông hoa oải hương đó. Đó là lavender nha. Em có mùi này luôn. Và lotion để ship rất là nhiều luôn. Avocado. Đây. Avocado là mùi bơ. Ai muốn đi Đà Lạt, ai lên xứ Đà Lạt đó. Đó, xứ hoa đào đồ đó là có đời trái bơ nè mọi người. Ai nhớ Đà Lạt mua trái bơ về dằm ăn nha. Rồi, mùi tiếp theo là mùi jasmine. Mùi này hồi xưa mà hay dắt cái bạn gái ra ngoài bụi bánh me đồ đó là mọi người, mùi hoa lài đó. Nani. Là kế bên bụi hoa lài là mùi này nè mọi người, đó gợi nhớ lại chuyện tình cũ hồi xưa. Rồi, thấy không? Đây là những cái mùi mà em đi có ở trong tiệm ngay bây giờ. Và giá của nó thì tôi công bố luôn cho khỏe để quý vị dễ mua. Là nếu mà quý vị mua regular price là 105 cành. Đó, mua mùi bụi chuối rồi đó, hồi xưa đó nó dắt vô nè, rồi bụi chuối đồ có chát bên đồ. Mua lẻ là 105 cành, nhưng mà quý vị order được tiếp trên online á thì Phương đi sale chỉ có 88 đồng 88 cũ thôi nha. 88 đồng 88 cũ cho một thùng, và một thùng nó bao nhiêu ống xin được phép trả lời. Một thùng 60 ống. Và free gift box rất là dễ thương. Gift box hiện tại là tôi không có ở đây, nhưng mà gift box màu hồng dễ thương lắm. Bên em sẽ free ship cho quý vị mua 2 thùng và sẽ giảm ngay từ 105 xuống còn 88.88. Ok? Ok.